Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, chúc một ngày mới an nhiên, hạnh phúc. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện của bà mẹ Úc, cho rằng là mẹ của anh ca sĩ Wendy. Và hôm nay mẹ Úc sẽ chia sẻ lý do vì sao khi sinh em bé da màu ra mà bỏ. 100% hy vọng hồi hộp như cha mong cha nhận được con á. Trong cái thời gian vừa qua thì anh em YouTube đã đi tìm hiểu mẹ Úc là ở Sóc Trăng đó quý vị khán giả, và là người dân tộc Khmer. Và cái điều này thì cái thông tin mẹ Úc đưa ra hầu như là có cái sự trùng khớp với cái lời kể của bà Tư. Trong mấy cái video vừa qua thì Phương Văn cũng có chia sẻ với quý vị khán giả là bà Tư là cái người mà nhân chứng còn sống để chia sẻ lên cái câu chuyện của bà mẹ Úc. Và cái thông tin mà bà Tư chia sẻ riêng và mẹ Úc cũng chia sẻ riêng thì sau đó là Phương Văn thấy là sự trùng hợp giữa hai người. Có nghĩa là khi mà đi xuống quay á, thì bên anh Công Trần TV á, là nguyên một cái ekip đó quý vị khán giả. Và các anh em YouTube biết được cái thông tin khi mà em gái là Ngọc Bích á, là một người hàng xóm của mẹ Úc, thấy bao năm qua đi tìm kiếm mẹ, cũng như là mẹ Úc cũng đã gần đây, cách đây 3 năm cũng đã tìm kiếm, thì nhờ qua bé Ngọc Bích á, ở đó thì đăng thông tin trên Facebook cá nhân, nhưng mà rồi đâu đó cái thông tin nó cũng không có được tới các anh em YouTube. Và mấy ngày nay thì Ngọc Bích trực tiếp là chia sẻ câu chuyện này cho mấy anh em YouTube. Đặc biệt ở đây là cảm ơn nhóm ekip của anh Công Trần. Tất cả quý vị khán giả hãy ủng hộ anh Công Trần trong cái những cái video câu chuyện khác nhau bên kênh của anh. Và trong cái ekip khi mà đến quay đó quý vị khán giả và tìm hiểu cuộc sống, đời sống của mẹ Úc và những cái thông tin mà mẹ Úc đã đưa ra với nhân chứng của bà Tư, thì sau đó anh em YouTube thấy là đây là có cái khả nghi là mẹ Úc chia sẻ như vậy. Thì mẹ Úc cũng nói là anh Randy hy vọng và tôi hy vọng 100% ca sĩ Randy là con của tôi. Và đôi khi chia sẻ câu chuyện thì mẹ Úc cũng rơi nước mắt vì nhớ thương con mình. Và hôm nay mẹ Úc sẽ chia sẻ lý do vì sao khi sinh em bé da màu ra mà bỏ. Thì mẹ Úc chia sẻ đây là một câu chuyện đẫm nước mắt trong cuộc đời của mình. Sau đây xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi cái video ngắn mà mẹ Úc đã kể lại. Con Việt Nam mới có 3 tuổi rồi sinh nó nữa rồi đâu có nhà cửa gì, ở đậu nhà bạn á. Rồi bạn ta cũng chồng ta đi về nước rồi, người ta đâu có cho mình ở nữa, thành ra khổ quá. Bây giờ tôi bồng cái con á lại, tôi đâu có chỗ đâu mà nuôi nó, thành ra tôi mới gửi với bà Thư đó, chứ tôi gửi vậy chứ tôi cũng không đành nó. Thương con lắm. Dạ. Chồng chết rồi mới đi ở với bạn làm xe Mỹ đó, rồi giặt đồ cho Mỹ đó. Chờ cái ngày chết chứ chờ cái gặp đứa con mừng vậy được rồi, chứ không có mừng cho gặp mẹ con thôi, chứ không phải mừng mà giàu có gì đâu, cho mẹ con gặp nhau vậy được rồi. Mà ngày nay ca sĩ Danny có vợ có con á, tôi nói nó có vợ có con, tôi có cháu, tôi còn mừng thêm nữa. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi cái người phụ nữ trong cái hoàn cảnh nào đó buộc lòng phải bỏ con mình cho người khác, hoặc là một cái trường hợp nào đó mà cuộc đời của người phụ nữ quá khó khăn, không đùm bọc được con mình, cái núm ruột đẻ ra. Cái điều đó thực sự gay gắt cả cuộc đời. Ngày hôm nay thì mẹ Úc đã 79 tuổi, cái tuổi mà gần đất xa trời. Nhưng mẹ Úc rất là minh mẫn, khỏe mạnh. Đây là một cái điều mà cộng đồng mạng khi mà xem qua video rất là mừng cho mẹ Úc. Hiện tại thì mẹ Úc vẫn sống một mình. Và bà cũng chia sẻ về câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà còn trẻ đó thì lấy chồng.
Và trong cái khoảng thời gian mà đứa con đầu được 3 tuổi thì người chồng đầu tiên mất, và bà một mình lúc còn trẻ đôi mươi mà hai mấy tuổi thì ôm một đứa con mà sống giữa cái thời cuộc chiến tranh đó quý vị khán giả. Cuộc sống vô cùng khó khăn, tiếng Anh tiếng U thì không biết, và giao tiếp với những người Mỹ chỉ có những vài câu ú ớ thôi, chứ còn hoặc là dùng những cái tay chân để diễn tả chứ không có nói được. Thì cuộc sống vô cùng khó khăn, cho nên là mẹ Út mới là đi theo người bạn của mình đi đến nơi Trà Vinh. Đó là một người bạn có chồng Mỹ làm trong sở Mỹ. Thì trong cái thời điểm đó là nó quá khó khăn đi, cái người bạn mới rủ lên đây á là phụ giặt đồ cho những người lính Mỹ đó, rồi có lương hàng tháng để sinh sống. Thì mẹ Út cũng lần lượt theo người bạn của mình đi lên lấy đồ của những người Mỹ đó giặt, rồi xong rồi giao lại cho người ta. Thì cũng bén duyên với anh chàng lính Mỹ tên Chem. Thì anh Chem này là cái người Mỹ da màu. Sau khi qua lại được 4-5 tháng thì lúc đó người chàng trai lính Mỹ của bà Út lại đi về nước và để lại cho bà Út cái bụng bầu và thương thầm nhớ trộm. Cái lúc mà thương thầm nhớ trộm thì ông Chem ổng hay đi tới lui, và ổng qua lại nhiều lần, ổng thấy bà Út giặt đồ thì ổng mới nói là chắc để ý trong bụng rồi, cho nên qua lại tới lui khoảng 4-5 tháng thì hai người cũng thường xuyên thăm nhau, qua nhà nhau. Rồi ông Chem, người lính Mỹ đó, là chở bà Út đi chợ, và cũng kể là mỗi lần nói đi chợ như vậy là bà không có tiền, thì người lính Mỹ tên Chem đó cho 100 đô đi, mỗi lần đi thì cho 100 đô để bà mua đồ này kia nọ, có nghĩa là tình thương của họ cũng dành cho nhau. Cuối cùng thì bà Út cũng đã chấp nhận cái mối tình giữa ông Chem, người lính Mỹ, và người Việt Nam. Thì cuộc chiến thời đó quý vị khán biết rồi, vừa bà con hàng xóm dị nghị, vừa là thời khắc lịch sử nó trong chiến tranh, thành ra đôi khi nó cũng không có được vui khi mà cái ông Chem này ổng chia tay mẹ Út, ổng đi về nước. Và cái câu chuyện của mẹ Út kể lại thì trong nước mắt, quý vị khán giả ơi, đôi khi chúng ta thấy một cái việc người mẹ sinh con thời khắc chiến tranh và một người em bé da màu nữa, thì nó quá khó khăn và không giữ lại con mình. Theo bà Tư, nhân chứng kể lại, thì khi mà sinh con thì bà Tư là cái người trực tiếp đưa em bé, đưa mẹ Út đi sinh. Và bà kể là khi sinh ra là nó đen thui đó, thì đen thui thì giống ông Chem, người lính Mỹ da màu rồi. Và sinh em bé sinh lọt, mới gọi những người trong bệnh viện tới cấp cứu, tới chở đi vô bệnh viện để sinh em bé. Và sanh lọt người em bé da màu tại góc đường của nhà thờ. Cho nên bà Tư nói sau này là gửi vô nhà thờ, rồi gửi trong nhà, bà Phước á, trong nhà thờ. Thì bà Tư cũng có kể là Phương Văn xin phép để tóm tắt lại thôi, tại vì anh em YouTube trong cái nhóm đi quay kể nhiều lắm, dài lắm quý vị khán giả. Cho nên Phương Văn xin phép là trích lại một cái đoạn ngắn ngắn và tóm tắt lại câu chuyện cho quý vị khán giả theo dõi. Thì bà Tư cũng kể là khi mà sinh lọt đó rồi được một tháng thì không có khả năng, tại vì chồng không có, ông Chem ổng về nước rồi. Thật sự cuộc đời của bà Út lại không may mắn tiếp tục. Người chồng đầu tiên là đã mất khi ôm một đứa con 3 tuổi, thì bây giờ tiếp tục sinh anh Randy nữa. Bây giờ một nách sách hai con, mà ông Chem lúc này lại rút quân về nước, cho nên là không thể nào mà nuôi được con, phải đành lòng là cho con vô nhà thờ, cho con đi. Tại vì nếu như mà còn ông Chem thì cuộc đời nó đã khác rồi. Nếu như cái thời điểm đó mà còn thời gian dài hơn một tí, ông Chem chưa về nước, thì cuộc đời của bà Út cũng rất là sung sướng và hạnh phúc. Cái nỗi buồn đau, cái tình yêu tan vỡ lại tiếp tục đến với bà Út, để cho trong lòng của bà một lần nữa
lại đau khổ. Khi cho con đi, 5 tháng trôi qua rồi cho tới tuổi già, bà Út cũng kể là đau đáu đâu đó đi tìm. Nhưng mà khi cho trong nhà thờ 1 tháng rồi lại đi tìm con, thì những người gọi là bà Phước đó, trong nhà thờ đó, nói là bây giờ cho đi nơi khác rồi, tìm mãi không được. Và cuối cùng 5 tháng trôi qua, 50 năm đã trôi qua, mẹ cũng vẫn nhớ thương con, chính cái khúc ruột mình đẻ ra. Thành ra cứ làm trong hoài của mày cũng nhớ con đến trời. Mỗi lần xem, mỗi lần rớt nước mắt khóc không. Tôi quyết định là nó là con tôi mà. Tôi sanh đẻ nó thiệt tình mà tôi đâu có giả dối gì. Bây giờ tôi gặp ba nó, tôi không có quen với ai hết trơn á. Thì tôi gặp ổng, thấy ổng về nước, tôi không có... Ổng 1-2 ngày ổng qua, 2-3 ngày ổng qua, ổng qua chơi rồi, ổng có khi ổng qua ổng chở đi chợ rồi đó, chở đi chợ chơi, rồi chở đi tiểu khu ổng đó đó, lâu lâu con chở đi chơi, rồi ổng qua nhà. Mà nhớ cũng để trong bụng rồi biết nói với ai bây giờ, có một mình á. Em bé Da Màu năm nay cũng đã 50 mấy tuổi, và cũng vẫn hy vọng là tìm con, thì đã 3 năm trước là đã đăng trên Facebook rồi, cá nhân đó. Thì em Ngọc Bích đăng nhưng mà không có tới tay của những người anh em YouTube. Tới ngày hôm nay thì cảm ơn Ngọc Bích, một người hàng xóm tốt bụng, cũng đã giúp đỡ cho bà cụ để liên lạc với nhóm của anh em YouTube, đặc biệt là nhóm của anh Công Trần TV. Nguyên cái ekip đi xuống dưới quay và trực tiếp thăm hỏi bà, xem cái cuộc sống bà là sao, và tìm hiểu mới dám đưa những cái thông tin là thực sự thật có một người sinh ra em bé Da Màu, đặt tên là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1971. Như vậy, những cái thông tin đó đã trùng khớp những cái thông tin mà anh Randy đã từng đi tìm kiếm mẹ và chia sẻ. Và nói thêm cái điều này để cho quý vị khán giả biết là mẹ Út chưa bao giờ biết xem YouTube, tại mẹ nói là mẹ không có điện thoại gì, ai hàng xóm xem đó, cho xem mà kêu bà qua bà xem thôi. Thành ra những cái thông tin mà anh Randy chia sẻ trên cộng đồng mạng đó là năm sinh nè, rồi tên Trần Quốc Tuấn nè, rồi như vậy thì mẹ Út không hề biết trước nha, chứ không phải là nói là mẹ Út thấy vậy mà nhận con rồi trùng khớp. Mẹ cũng mong sao là cái tuổi gần đất xa trời rồi, chỉ mong gặp lại con thôi, chứ còn cái việc tiền bạc vật chất thì bà không có cần thiết. Tại vì cuộc đời bà khổ cho tới ngày hôm nay, 79 tuổi rồi, và hiện tại vẫn đang sống một mình. Và nhiều anh em YouTube trong đó thì hỏi vì sao bây giờ bà có một đứa con người Việt Nam đó mà sao không cho sống chung. Thì bà Út chia sẻ rằng cái cuộc sống của con của bà quá vất vả khó khăn, và trong những năm gần đây thì cũng bệnh tật đau yếu, cho nên là không có khả năng mà để chăm sóc mẹ. Và mẹ Út vẫn sống một mình, được sự thương yêu của hàng xóm láng giềng, đôi khi cho cái này cho cái kia. Và bà Út cũng đi làm đủ nghề, bà biết chạy xe đạp. Tới ngày hôm nay 79 tuổi mà vẫn cầm chiếc xe đạp đi chạy đi mỗi ngày, để đi tìm chặt thuốc nam bán cho lại cho những cái nơi mà người ta trị bệnh đó. Thì 1 ký thuốc nam là 6.000 đồng, thì 2-3 ngày thì bà mới chặt được, một ngày bà kiếm được 10-20 ngàn thôi. Đôi khi người phụ nữ mà đứt ruột bỏ con mình, ai cũng có cái hoàn cảnh và cái lý do riêng. Cho nên cái nỗi niềm mà khi cho con rồi, dù con mình cha là ai, nhưng bản thân người mẹ đã đẻ con mình ra luôn luôn nhớ trong lòng, và tới giây phút cuối cùng cũng còn nhớ tới con mình và mong muốn gặp lại con. Đó là cái nỗi niềm chung của tất cả những người phụ nữ trong hoàn cảnh nào đó mà bỏ rơi con mình. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay mẹ Út đã kể lại câu chuyện lý do vì sao đã bỏ anh Randy cho một người khác để nuôi. Kính thưa quý vị khán giả, anh Randy cũng đã từng chia sẻ trên truyền hình cũng như là những cái video của mình. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào mẹ đã bỏ rơi anh Randy, nhưng anh Randy hiểu và thông cảm cái nỗi niềm của mẹ. Bất cứ lý do gì mà bỏ rơi con mình thì anh Randy cũng hiểu mẹ có một cái hoàn cảnh nào đó mới bỏ rơi. Chứ anh Randy không hề buồn giận mẹ. Tại vì trước đây anh Randy cũng chia sẻ, nói lúc đầu anh Randy hỏi tại sao mẹ bỏ mình và có một chút buồn bã. Nhưng mà sau này dần dần lớn lên rồi, anh Randy cũng hiểu được là có một cái nỗi lòng của bà mẹ, cho nên mới đành bỏ
rơi con mình. Và từ đó thì anh Randy đã nôn nóng trong lòng và hai mươi mấy năm đi tìm mẹ ruột của mình. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ là cái thông tin này là cái thông tin cuối cùng. Tại vì những bà mẹ bây giờ tuổi mà 70 mấy 80, ít có bà mẹ nào mà được minh mẫn giống như bà mẹ Úc hiện tại. Thứ nhất là sức khỏe còn tốt, còn đi xe đạp, còn đi làm việc, đi chặt thuốc nam. Và thứ hai là kể lại câu chuyện rất là rành mạch, là không bỏ sót chi tiết và nhớ rất là kỹ. Cho nên so với cái độ tuổi 79 của mẹ Úc thì chúng ta thấy nhìn vào là cái trí nhớ, sức khỏe nè, thì bà nằm trong cái độ tuổi là khoảng là dưới 70. Trẻ trung như vậy đó quý vị khán giả. Tới ngày hôm nay thì cái tia hy vọng cuối cùng. Và video sắp tới thì Phương Vân cũng chia sẻ cho quý vị khán giả là tiến hành xét nghiệm ADN của bà mẹ Úc với cái mẫu xét nghiệm của anh Randy như thế nào. Thôi thì hôm nay Phương Vân chia sẻ thêm một ít thông tin như vậy để cho quý vị theo dõi. Và dù sao đi nữa thì cái kết quả cuối cùng chúng ta cũng phải chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Mặc dù là các bà mẹ cũng chia sẻ thông tin trùng khớp, đặt tên con là Trần Quốc Tuấn, rồi ngày tháng năm sinh, và nhiều bà mẹ cũng hy vọng là đây là 100%. Nhưng kết quả cuối cùng thì nó không trùng khớp, để lại những cái nuối tiếc khán giả. Tại vì khán giả bây giờ khắp nơi trên thế giới, ai mà từng theo dõi câu chuyện của anh Randy đi tìm mẹ mấy mươi năm trời thì ai cũng thương anh Randy chứ. Khác với những câu chuyện khác là khán giả mong chờ, mong từng ngày, và tới kết quả cuối cùng xét nghiệm ADN, thật sự Phương Vân chia sẻ điều này với quý vị khán giả. Bao nhiêu lần xét nghiệm ADN giữa cái mẫu của anh Randy với bà mẹ cũng như là về anh em, thì khán giả chờ đợi hồi hộp, và Phương Vân và các anh em YouTube, người trong cuộc cũng rất là hồi hộp. Cho nên bà Tư bà chia sẻ mong cho xét nghiệm ADN sớm sớm đi, chứ mỗi ngày chờ đợi nó hồi hộp quá đi đó. Không những bà Tư người trong cuộc, không những các bà mẹ đi xét nghiệm với con, mà tất cả khán giả và anh em YouTube giống như Phương Vân cũng vô cùng hồi hộp. Phải nói là chờ tới ngày hôm nay, ví dụ như là khán giả chờ hôm nay có kết quả, chờ từ sáng cho tới trưa tới chiều để có cái thông tin xem mới kết quả trùng khớp hay không. Và Phương Vân cũng giống như tất cả quý vị khán giả. Thôi thì chúng ta hôm nay câu chuyện này Phương Vân chia sẻ thêm lý do vì sao mà mẹ của anh Randy lại bỏ rơi anh Randy trong cái hoàn cảnh nào, thì quý vị khán giả cũng nắm được cái thông tin. Mong tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi, đừng bỏ sót cái video nào câu chuyện chia sẻ về anh Randy để đi tìm mẹ. Thì quý vị khán giả biết rằng anh Randy cũng đã biết được cái thông tin là có thông tin mẹ Úc người dân tộc Khmer ở Sóc Trăng, và có một người con lai em bé da màu á, thì anh Randy chắc có lẽ cũng có cái thông tin đó, cũng vui, cũng một cái hy vọng le lối cuối cùng để đi tìm mẹ. Tại vì mẹ Úc chia sẻ nói tôi gần đất xa trời rồi, tôi 79 tuổi rồi, mong gặp con thôi. Chứ mẹ Úc nói là tôi mà chết rồi thì cái thông tin nó không còn nữa. Thật sự khi mà chúng ta nhìn tổng quan thì cái thông tin hầu như trùng khớp, với giờ lại nữa bây giờ mẹ Úc còn minh mẫn à. Và cái nhân chứng đi đưa mẹ anh Randy đi sinh em bé, thì cái đây là một cái thông tin mà trời ơi, rất bổ ích quý vị khán giả ơi. Ai cũng mong chờ, ai cũng chờ đợi. Tại vì khi anh em YouTube đi tìm hiểu thì cái câu chuyện là có cái người đó, người phụ nữ đó sinh ra em bé đó, và cái thông tin năm đó, nhưng mà bây giờ thông tin cũng trùng khớp. Chứ phải chi mà một người phụ nữ sinh em bé da màu mà năm sinh khác, đặt tên khác, thì mình nói cái đây là nó đã quá xa, nó không có cái gì trùng khớp, thành ra cũng không có tiến hành mà đi xét nghiệm ADN với anh Randy đâu. Đó, thực sự là như vậy. Còn những bà mẹ mà đã từng chia sẻ thì cái thông tin nó cơ bản là nó trùng khớp, cho nên mới tiến hành xét nghiệm nha quý vị khán giả. Tại vì mỗi lần xét nghiệm như vậy cũng tốn nhiều chi phí, từ 4 đến 6 triệu đồng. Và kết quả chờ đợi thì 1 tuần hay là 10 ngày, tùy theo cái mẫu xét nghiệm. Và trong quá trình lấy mẫu cũng rất là quan trọng, phải đeo bao tay, cắt mà móng tay và lấy tóc để đi xét nghiệm.
Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn sẽ chia sẻ những cái video tiếp theo. Tại vì khi mà các anh em YouTube đi xuống đặt máy quay quay á, thì câu chuyện nó dài lắm, nhiều lắm. Cho nên quý vị khán giả đôi khi không có theo dõi được hết, thì Phương Văn tóm tắt lại câu chuyện để nắm được cái thông tin thôi. Còn những cái thông tin gì Phương Văn đưa là trực tiếp các anh em YouTube đến tận nơi để quay. Qua đây Phương Văn cũng xin chân thành cảm ơn nhóm ekip để đi thực hiện những cái thước phim mà để cho phục vụ quý vị khán giả. Thôi thì chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện tới đây ở đây. Mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện của anh Randy đi tìm mẹ. Một lần nữa Phương Văn xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình an. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.